Thưa quý vị, mới đây, ông Neil McGregor, giám đốc điều hành Savvy Việt Nam dự báo, hiện nay đang là thời điểm khó khăn với các chủ đầu tư trong nước, trong khi chờ các vấn đề về khung pháp lý được cải thiện, thị trường sẽ chứng kiến quá trình xây dựng bị gián đoạn do thiếu vốn xây dựng, doanh số bán sụt giảm. Vấn đề này sẽ kéo dài cho đến khi các chủ đầu tư có thể cung cấp các sản phẩm mới cho thị trường, đặc biệt là sản phẩm hạng B, hạng C. Để chuẩn bị cho sự phục hồi của thị trường, các doanh nghiệp cần đưa ra những sản phẩm ngon, bổ rẻ để tiếp cận phần lớn người mua. Ông Nguyễn Thọ Tuyển tiết lộ, thời điểm thị trường bắt đầu gió đáy khoảng cuối năm 2023, BHS sẽ bung ra những dự án rất lớn tại Đà Nẵng và Nha Trang, chủ yếu bán căn hộ có giá từ 700 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. Đây có thể nói là sản phẩm bất động sản dành cho mọi đối tượng, và với mức giá đó, ông Tuyển tự tin đó sẽ là sản phẩm đột phá cho thị trường sau hơn một năm tới. Theo báo cáo của Saview, 3 thị trường đứng đầu toàn cầu về bất động sản hàng hiệu trong năm 2022 là Dubai, South Florida và New York. Các thị trường có tốc độ phát triển nhanh trong lĩnh vực này còn có Việt Nam, Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập và Mexico. Với số lượng thương hiệu nổi tiếng gia nhập thị trường trong tương lai lớn nhất, ước tính hơn 30 thương hiệu tại mỗi quốc gia. Theo đó, Việt Nam nổi lên là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và làm việc, chạm tới nhiều nhu cầu của thị trường quốc tế. Hơn nữa, Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng của nhóm người giàu trong nước, với số lượng cá nhân có thu nhập cao trong 5 năm qua đã tăng gần 86%, nhu cầu sở hữu và đầu tư mô hình bất động sản hàng hiệu vì thế càng ngày càng mở rộng. Ông Matthew Powell, giám đốc Saview Hà Nội cho biết, trong thời điểm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, người mua sẽ tìm kiếm những tài sản đảm bảo được giá trị đầu tư lâu dài. Đây cũng là một trong những lợi thế của nhà ở có thương hiệu. Những thương hiệu nổi tiếng và được công nhận toàn cầu sẽ mang lại cho người mua sự yên tâm nhất định về thiết kế và chất lượng quản lý. Do vậy, đây sẽ là thời điểm tốt để phát triển phân khúc bất động sản này và hưởng lợi từ các trải nghiệm toàn cầu mà những thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp mang lại. Nhu cầu của bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam chủ yếu là căn hộ từ 3 đến 4 phòng ngủ với diện tích lớn dành cho gia đình. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận nhu cầu về căn hộ 2 phòng ngủ từ các gia đình trẻ. Có thể thấy rằng sự hình thành tiệp khách hàng trẻ tuổi, sở hữu khối tài sản lớn, ưa dịch chuyển là động lực thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này. Nhìn về phía trước, các chuyên gia đều cho rằng có rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư quốc tế. Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung, Saview vẫn liên tục nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư quốc tế trên tất cả các phân khúc của thị trường, và xu hướng này sẽ được duy trì. Bất động sản tiếp tục chiếm phần lớn tỷ trọng trong thị trường M&A Việt Nam năm 2022. Rất nhiều giao dịch là của các nhà đầu tư trong nước, nhưng cũng có những giao dịch quan trọng giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, trong bối cảnh tín dụng hạn chế và thiếu vốn trong nước, chuyên gia Saview hy vọng sẽ thấy sự quan tâm của nhà đầu tư và vốn nước ngoài vào thị trường. Một trong những xu hướng nổi bật là các nhà bán lẻ quốc tế vẫn có niềm tin rất lớn vào thị trường Việt Nam. Một số thương hiệu xa xỉ và cao cấp mới như Bellotti, Cartier, Victoria's Secret đã bước vào thị trường. Trong khi đó, các chuỗi bán lẻ lớn như Uniqlo, Muji, Hazilao, Central Group đẩy mạnh quá trình mở rộng tại đây. Một siêu phẩm ngay tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Một đại lộ thương mại trung tâm đầu tiên tại Đức Hòa, Long An. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km và được quy hoạch với tỷ lệ vàng đầu tư là 100% shophouse thương mại trên diện tích 11,3 hectare. Dự án nằm trên giao lộ vị thế và nông nghiệp bậc nhất khu vực. Tiên phong khai mở thịnh vượng với 3 phân khu mua sắm đầy sôi động, hình thành giao lộ ẩm thực, mua sắm và giải trí sầm uất chuẩn mực tại trung tâm thành phố Đức Hòa tương lai. Kiến tạo một tâm điểm kết nối đa chiều cho cộng đồng ngay tại giao lộ phố đắc địa, nơi người trẻ kết nối đam mê, gia đình kết nối tình thân, người già kết nối tâm giao. Imperia Grand Plaza Đức Hòa, một sản phẩm của tập đoàn Midgroup.